Dạ, công ty nhà đất Huyền Trang Thái xin chào cô chú và anh chị. Em là Tiến, thì hôm nay em về xã Đào Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang để quay giới thiệu cho cô chú anh chị mình một miếng đất vườn có tổng diện tích là 572 m2 nha, và chủ bán với giá là 950 triệu thôi, rất là rẻ luôn cô chú anh chị ơi. Thì đây là cái miếng đất của mình nè. Đó, em sẽ quay giới thiệu cho cô chú anh chị mình xem nha. Thì đầu tiên, đất của mình sẽ nằm trên mặt tiền đường công cộng bê tông này là khoảng 3 m nè. Là ô tô là mình đi thoải mái ha. Thì cách đường lộ nhựa phía trước đó là chỉ có khoảng 30 mét thôi. Đường đó có tên là đường huyện lộ 92B nha cô chú anh chị. Một hướng về trái bên đây nè là mình sẽ đi về hướng chợ Bến Chanh, mình đi về Sài Gòn. Còn mình về phải mình đi tầm khoảng 1,1 cây số thôi là mình sẽ ra tới quốc lộ 50, ngay ngã năm Hóc Đùng luôn cô chú anh chị. Một hướng về trái là mình sẽ đi về hướng quảng trường. Còn một hướng về phải là mình sẽ đi về hướng quốc lộ 1A ha cô chú anh chị. Rồi thì quay lại miếng đất vườn của mình có tổng diện tích là 572 m2. Thì trong đó là đất sử dụng là đất trồng cây lâu năm nha cô chú anh chị. Thì khu vực này mình lên thổ cư bình thường. Đó. Thì 572 m2 mình tính từ vị trí này nè, mặt tiền chiều ngang của mình thì 4,5 m ha cô chú anh chị. Tính từ vị trí ngay chỗ cái trụ này, mình đo ngang qua bên đây là 4,5 m nè. Chiều dài xuống hết đất một cạnh bên đây là 52 m. Còn chiều dài một cạnh bên đây dài xuống 30, đất sẽ hình nở hậu ra hình chữ L ha cô chú anh chị, là khoảng 20 m ha cô chú anh chị. Đó. Thì đất của mình sẽ giống như chữ L đó. Thì đất mặt tiền đất của mình sẽ quay về hướng, hướng Tây. À, khu vực đông đúc dân cư hiện hữu luôn, xung quanh thì không có mồ mả nha. Thì bên đây thì người ta đã phân lô cho bán nền này của chú anh chị. Đó. Và đây cũng là một con đường thông luôn. Đường ô tô nha của chú anh chị, có đường thoát nước cho mình luôn. À, xung quanh là khu vực đông đúc là nhà san sát không. Cuối đất của mình là vườn hàng xóm ha. Bên hông thì cũng là vườn hàng xóm nè. Thì miếng đất của mình cách đường lộ nhựa chỉ có là 30 mét thôi, rất là gần luôn. Đó, về đây mà mình xây nhà ở làm nhà vườn nghỉ dưỡng rất là tuyệt vời nha cô chú anh chị. Đó, khu vực thì rất là đông dân cư luôn. Đó. Thì nếu mà cô chú anh chị mình đang cần tìm một miếng đất vườn để mình xây nhà ở nghỉ dưỡng làm nhà vườn đó, thì mình đừng có bỏ qua cái video này nha. Giá thì chỉ có 950 triệu thôi cô chú anh chị ơi. Một miếng đất vườn tại thành phố Mỹ Tho mà giá chưa tới 1 tỷ nữa. Rất là rẻ ha cô chú anh chị. Khu vực đông đúc dân cư nè. Thì từ vị trí này mà cô chú anh chị mình muốn đi chợ nè, trường học nè, ủy ban thì trong vòng mình đi chỉ khoảng là 2 cây số thôi. Đó, mình đi 5 phút là mình sẽ tới tất cả các tiện ích luôn. Đó, xung quanh thì khu vực đông đúc dân cư nè. Đó, điện nước wifi là có đầy đủ luôn. Thì để bây giờ em sẽ đi nhà bên hàng xóm nha, em quay cái vị trí đất cho mình nè. Bên hàng xóm thì người ta đang trồng hoa nè. Đó, rất là đẹp luôn. Đỡ mình về mình có thể trồng cây hoặc là hoa nè. Ở đây là đất nước ngọt ha cô chú anh chị, không bị nhiễm mặn hoặc bị nhiễm phèn luôn. Trồng cây cho trái rất là tốt nè. Nhìn bên hàng xóm thì cho trái dừa rất là tốt luôn ha. Đó. Đây là người ta đang chuẩn bị trồng kiểng người ta đón Tết nè. Dạ anh cho em đi nhờ em quay bên đây cái nha anh. Dạ rồi em cảm ơn anh. Đó. Đất của mình thì cũng cao, không có thấp hơn mặt đường bao nhiêu ha cô chú anh chị. Đó nhìn nè. Xung quanh thì nhà hàng xóm rất là đông luôn. Bên vườn hàng xóm này cho trái rất là tươi luôn. Đây nè, người ta cũng đã làm cái đường nước thoát nước hết rồi nè. Thì đây là cái vị trí cuối đất của mình nè cô chú anh chị ha. Đó, hậu của mình sẽ là 20 đó, gặp danh với là nhà hàng xóm nè. Thì xem xin nhắc lại nha, đất của mình có tổng diện tích là 572 m2, trong đó mặt tiền chiều ngang của mình là 4,5 m nè, chiều dài một cạnh là 52, một cạnh còn lại là đi sâu vào 30 m. Đất của mình sẽ nở hậu ra hình L ha cô chú anh chị. Đó, đây là cái khoảng đất nở hậu của mình nè. Thì đất của mình sẽ quay về hướng Tây, giá chỉ có 950 triệu thôi. Nếu mà cô chú anh chị mình đang cần tìm một miếng đất vườn để mình xây nhà ở mà tại thành phố Mỹ Tho nè, thì mình hãy quan tâm đến miếng đất này nha. Giá chỉ có 950 triệu thôi cô chú anh chị ơi. Giá cực kỳ rẻ luôn, một miếng đất tại thành phố Mỹ Tho mà giá thì chưa tới 1 tỷ nữa. Khu vực đông đúc dân cư hiện hữu nè. Đây mà mình trồng cây thì cho trái rất là tốt luôn. Bên hàng xóm người ta trồng dừa, bưởi nè, cho trái rất là sai ha cô chú anh chị ha. Đó, về đây làm nhà vườn ở nghỉ dưỡng là rất là tuyệt vời luôn. Dạ rồi thì em cũng xin cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết video này của em ạ. Nếu mà cô chú anh chị mình quan tâm hãy gọi ngay
số điện thoại bên dưới màn hình để mình đi xem đất, mình gặp chính chủ, mình thương lượng luôn nha. Dạ rồi, em xin cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết video này của em ạ.